Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga dồn dập công phá Avdiivka, chặn cuộc tấn công vào thành phố nguyên tử. Xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là ở chiến trường phía đông và phía nam Ukraine. Chiến trường Avdiivka thành điểm nóng, Nga có chiến thuật gì nhằm bao vây và giành lại quyền kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka, nơi được coi là bắc mớt thứ hai ở miền đông Ukraine? Nga đang thử nhiều chiến thuật mới. Hamas thề không để Israel chiến thắng. Hamas tuyên bố sẽ phản công tổng lực sau khi Israel đẩy mạnh không kích và tấn công trên bộ qua biên giới, cho thấy chiến dịch đổ bộ của Tel Aviv có thể đã bắt đầu. Chiến thuật của Israel trong cuộc đột kích giải Gaza bằng đoàn xe tăng, bộ binh. Cuộc đột kích bằng xe tăng, bộ binh của Israel ở giải Gaza nhằm gửi thông điệp thể hiện sự sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ. Đây cũng có thể là cơ hội để lực lượng Hamas nghiên cứu chiến thuật tiến công của quân đội Israel. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga dồn dập công phá Avdiivka, chặn cuộc tấn công vào thành phố nguyên tử. Vụ tấn công bằng nhiều máy bay không người lái mà Moscow cho là do Ukraine tiến hành đã bị chặn ở thành phố nguyên tử Kurchatov của Nga, nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursk. Vụ tấn công xảy ra tối 26 tháng 10 ở vùng Kursk, giáp biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không đã chặn hai máy bay không người lái trong hai vụ tấn công riêng biệt, cách nhau khoảng 2 giờ. Trong khi đó, nhà máy điện hạt nhân Kursk tiết lộ cơ sở này đã bị 3 máy bay không người lái nhắm mục tiêu. Thành phố Kurchatov nằm cách biên giới Ukraine khoảng 60 km. Tuyên bố của chính quyền địa phương cho biết không có thiệt hại trên mặt đất và cả 4 đơn vị của nhà máy Kursk đều hoạt động bình thường. Nhưng hãng tin Sources cho rằng vụ việc nghiêm trọng hơn so với các tuyên bố chính thức vì chiếc máy bay không người lái thứ 3 rơi cạnh một kho chứa chất thải hạt nhân và phát nổ. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga ngày 27 tháng 10 đã tiêu diệt 4 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và khoảng 85 binh sĩ Ukraine ở Zaporizhia. Quân đội Ukraine đã sử dụng khoảng 10 thiết bị hạng nặng trong cuộc tấn công giữa các làng Chabotino và Verbovoye, Zaporizhia. Ít nhất 6 trong số đó là xe tăng Leopard. Lực lượng của chúng tôi đã tấn công chúng bằng hệ thống phun lửa hạng nặng Soltsevyok và UAV. Ít nhất 4 xe tăng Leopard đã bị phá hủy. TASS dẫn lời ông Vladimir Chogov, quan chức do Nga bổ nhiệm quản lý các khu vực ở tỉnh Zaporizhia, cho biết. Trên hướng Kupiansk, Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến khoảng 225 binh sĩ Ukraine trong ngày qua, đồng thời phá hủy một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, ba xe cơ giới và một hệ thống pháo tự hành Vodika của đối phương. Ở hướng thành phố Liman, Nga cho biết đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của Ukraine. Trên hướng Donetsk, quân Nga cũng tuyên bố tiêu diệt 295 binh sĩ cùng một xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới. Nga báo cáo các đợt tấn công của Ukraine vào Donetsk bằng 29 quả đạn. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân Nga ngày 27 tháng 10 đã chặn 6 quả đạn phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và phá hủy 27 UAV của Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau. Trên lãnh thổ Nga, tỉnh trưởng Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov báo cáo rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 15 loại đạn khác nhau vào tỉnh này trong ngày qua. Các cuộc tấn công làm hư hại nhiều nhà cửa, phương tiện giao thông, nhưng không có tổn thất về người. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27 tháng 10, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực thành phố Bakhmut, Shakhtarsk, Mariinka và Avdiivka, tỉnh Donetsk. Nga sau đó đã tập hợp lại lực lượng ở hướng thị trấn Kupiansk, tỉnh Kharkiv và thành phố Liman, Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform. Lực lượng phòng vệ Ukraine ngày qua tiếp tục tấn công theo hướng thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia và Bakhmut, gây tổn thất đáng kể cho quân Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nhận định tình hình hoạt động ở phía đông và phía nam Ukraine vẫn còn khó khăn với 47 cuộc giao tranh xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua. Trong ngày, không quân Ukraine đã thực hiện 5 cuộc tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực, khí tài và thiết bị quân sự và 4 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã bắn trúng 4 cụm nhân lực, khí tài, thiết bị quân sự, 8 hệ thống pháo binh, 2 kho đạn và 3 hệ thống phòng không của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Nga ngày 27 tháng 10 đã tiến hành 6 cuộc không kích và 27 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS vào các vị trí của quân Kiev và các khu định cư ở Ukraine. Tỉnh trưởng Kherson, ông Oleksandr Prokudin, nói rằng cuộc pháo kích của Nga vào tỉnh này ngày qua đã làm một người không qua khỏi và làm hư hại hơn 10 ngôi nhà ở trung tâm thành phố Kherson. Lãnh đạo cơ quan cảnh sát tỉnh Kharkiv, ông Volodymyr Timoko, cho biết trên Telegram rằng quân Nga ngày 27 tháng 10 đã tấn công một cơ sở cứu hỏa ở thành phố Izium, Kharkiv bằng tên lửa hành trình Iskander-K.
Văn phòng công tố tỉnh Kharkiv đã tiến hành tố tụng hình sự đối với vụ tấn công trên của Nga, cho rằng vụ việc vi phạm luật chiến tranh của Ukraine. Tương tự, tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk miền nam Ukraine, ông Serhiy Lysak cũng báo cáo về các đợt pháo kích của Nga vào thành phố Nikopol, Dnipropetrovsk, làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và một đường dây điện. Ukrinform dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Mặt đất quân đội Ukraine, Trung tá Volodymyr Vitiro, nói ngày 27 tháng 10 rằng Nga đã giảm một nửa số cuộc tấn công và sử dụng ít máy bay không người lái hơn ở hướng Kupiansk do điều kiện thời tiết. Trời mưa nên địch sử dụng ít UAV cảm tử hơn, số lượng cuộc tấn công cũng giảm đi một nửa, theo ông Vitiro. Cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho rằng Nga gần đây đang sử dụng một số lượng nhỏ UAV sát hết để xác định điểm yếu của phòng không Ukraine. Một số lượng nhỏ UAV được quân địch sử dụng trên khắp Ukraine xác định nơi nào các UAV dễ bị bắn hạ và nơi nào không. Điều này cho phép Nga đưa ra kết luận về lực lượng và phương tiện của Ukraine trong một khu vực cụ thể, từ đó có tính toán thích hợp khi lên kế hoạch cho các cuộc tấn công trong tương lai, ông Inat nhận định. Chiến trường Avdiivka thành điểm nóng, Nga có chiến thuật gì? Thành phố Avdiivka nằm sát nách thủ đô Donetsk của nước Cộng hòa Donetsk tự xưng. Hiện tại, xét riêng về tình hình chiến trường này, đây thực sự là nơi có lợi nhất cho quân đội Nga, bởi vì việc bao vây ba mặt đã đạt được qua các trận đánh kéo dài hơn một năm qua. Ở những mặt trận cốt lõi khác, quân đội Nga không có được lợi thế này. Vậy nên, nhìn chung, nếu quân Nga muốn tấn công thì Avdiivka là nơi có nhiều lợi thế nhất. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Avdiivka là nơi quân Nga có thể dễ dàng tràn ngập. Thực tế, Avdiivka là cái gai mà quân Nga đã tốn rất nhiều công sức, nhưng vẫn thách thức sức mạnh của quân đội Nga. Dân số trước xung đột của Avdiivka lên tới 30.000 người và nơi đây được coi là một thành phố nhỏ ở vùng Donbass. Nhưng kể từ khi nội chiến Đông Ukraine bùng nổ năm 2014, quân đội Ukraine đã biến nơi đây thành pháo đài. Có thể gọi Avdiivka là củ hành có vỏ sắt cứng và nhiều đến mức nếu xé bỏ lớp này thì lớp khác sẽ xuất hiện. Xét về sức mạnh thường trực tại Avdiivka, tại đây trước khi xung đột nổ ra, quân đội Ukraine thường xuyên có hai lữ đoàn chính quy hỗn hợp và một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Ngoài ra còn có các loại quân cơ động và hỗ trợ đồn trú ở khu vực bên ngoài, tổng cộng có từ 20.000 đến 30.000 quân. Vì chiếc đinh này nằm ngay rìa thành phố Donetsk như cây gậy đâm vào họng của Donetsk, trong khi quân đội Ukraine coi Avdiivka là biểu tượng quan trọng và không được phép bỏ cuộc. Mặc dù Nga dồn lực lượng nhưng không thể tràn ngập được Avdiivka, tuy nhiên họ đã tạo được thế bao vây ba mặt. Tờ Roya Novosti cho biết trong những ngày qua quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công tổng lực vào Avdiivka, mục đích là bằng mọi cách nhổ cái gai này, và xét về quy mô, đây thực sự là cuộc tấn công lớn nhất kể từ chiến dịch Bakhmut. Giai đoạn đầu của cuộc tấn công vào Avdiivka của Nga diễn ra tương đối suôn sẻ. Cụm thiết giáp hạng nặng của Nga bất ngờ tấn công và chiếm một số vị trí quan trọng. Tuy nhiên, khi quân Ukraine phản công quyết liệt, đã đẩy lùi quân Nga và hai bên rơi vào bế tắc và bước vào một trận chiến đẫm máu. Đợt tấn công này của Nga vào Avdiivka chủ yếu dựa vào lực lượng của quân đoàn 1 Donetsk, nhưng thực tế chỉ là lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 và một số đơn vị binh chủng. Tiền thân của lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 là trung đoàn bộ binh 11 của dân quân Donetsk sau khi sáp nhập vào quân đội Nga được tăng cường thêm khí tài hạng nặng. Trong cuộc tấn công vào khu vực pháo đài như Avdiivka, việc bị tổn thất đáng kể là điều bình thường. Tuy nhiên, với sự yểm trợ hỏa lực mạnh mẽ, tỷ lệ tổn thất trong chiến dịch của Nga tấn công vào Avdiivka theo truyền thông phương Tây giữa quân Nga và Ukraine là 1/6. Trong chiến dịch bao vây của quân đội Nga tại Avdiivka, họ vừa phải tiến công quân Ukraine trong công sự phòng ngự vững chắc, vừa phải chặn đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine trong thành phố. Suy cho cùng, quân Ukraine với ít nhất 10.000 người trực tiếp chiến đấu trong thành phố sẽ không thể tiếp tục chiến đấu lâu dài nếu không có khí tài, thuốc men và vật tư. Nếu bị chặn đường tiếp tế, đó là mối đe dọa nghiêm trọng. Hiện tại, tình hình ở Avdiivka bị quân Nga bao vây ba phía, nhưng phía Ukraine vẫn có hai tuyến tiếp tế chính là đường sắt và đường bộ ở khoảng trống phía Bắc. Nếu quân Nga muốn thực hiện chiến thuật bao vây quân Ukraine ở Avdiivka, thì họ phải khóa được hai tuyến tiếp tế này. Đối với các tuyến đường sắt, nhiệm vụ quân đội Nga cần phải cắt đứt chúng. Cuộc tấn công bất ngờ của lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của quân Nga tập trung cho nhiệm vụ này, không chỉ nhằm chiếm giữ các điểm cao ở khu bãi thải nhà máy than cốc Avdiivka, mà còn vượt qua tuyến đường sắt để chiếm cứ điểm. Ở hướng Nam, nếu quân Nga muốn đe dọa tuyến đường cao tốc do quân đội Ukraine kiểm soát, họ có thể tiến xa hơn. Những trận đánh vào Avdiivka, quân Nga nhất định phải có quyết tâm chiến đấu hết mình. Dù sao, quân đội Ukraine vẫn còn hơn 10.000 quân ở bên ngoài Avdiivka, đồng thời có thể triển khai lực lượng dự bị từ hậu phương.
Vì vậy, quân Nga muốn tạo ra mối đe dọa lớn hơn cho Ukraine tại Avdiivka thì phải siết chặt vòng vây hơn nữa trên cơ sở thế trận hiện có. Đó là tăng cường tấn công đột phá vào các vị trí phòng ngự của Ukraine ở hai bên sườn, kết hợp bao vây, ngăn chặn các tuyến tiếp tế hậu cần cho lực lượng trong thành phố. Chỉ cần lỗ hổng tiếp tục được quân Nga thắt chặt, sẽ bóp nghẹt nguồn cung cấp của quân đội Ukraine ở Avdiivka, kết hợp với cuộc chiến tiêu hao bằng hỏa lực sẽ được tiến hành ở mặt trận trực diện, buộc quân Ukraine phòng thủ trong thành phố phải tiết kiệm nguồn cung cấp hạn chế. Sau đó, các cuộc tấn công chính xác của lực lượng biệt kích nhỏ sẽ được quân Nga sử dụng để thu hẹp khu vực kiểm soát của Ukraine. Sau khi quân Ukraine không thể hỗ trợ tuyến trước, lúc này quân Nga mới phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, buộc quân Ukraine phải rút lui hoặc thậm chí phải đầu hàng. Hamas thề không để Israel chiến thắng. Hamas tuyên bố sẽ phản công tổng lực sau khi Israel đẩy mạnh không kích và tấn công trên bộ qua biên giới, cho thấy chiến dịch đổ bộ của Tel Aviv có thể đã bắt đầu. Các lữ đoàn Al-Qassam, cánh quân sự Hamas, và tất cả các lực lượng kháng chiến của người Palestine đã hoàn toàn sẵn sàng để ứng phó với sự xâm chiếm của Israel bằng hỏa lực và ngăn chặn cuộc tấn công của họ. Netanyahu và đội quân bại trận của ông ta sẽ không thể đạt được bất kỳ chiến thắng quân sự nào, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố ngày 28 tháng 10 của Hamas, trong đó nhắc tới Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Phong trào Hồi giáo Hamas trước đó cho biết các chiến binh của nhóm này đã đụng độ với quân đội Israel tại các khu vực gần biên giới. Cánh vũ trang của Hamas xác nhận các máy bay chiến đấu của họ đã đụng độ với quân đội Israel tại thị trấn Beis Hanoun, phía đông bắc Gaza và ở khu vực Al-Buteri ở miền trung. Người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari, tuyên bố tối 27 tháng 10 rằng lực lượng mặt đất đang mở rộng hoạt động vào tối nay. Ngoài ra, không quân Israel tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các đường hầm của Hamas và các cơ sở hạ tầng khác. Lực lượng mặt đất của Israel đang tập trung bên ngoài Gaza trong lúc Israel đang tiến hành chiến dịch ném bom dữ dội để đáp trả cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Israel cho biết 1.400 người, chủ yếu là dân thường, đã không qua khỏi và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Kể từ đó, cơ quan y tế Palestine cho biết đợt đánh bom của Israel đã khiến hơn 7.000 người ở Gaza không qua khỏi. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 27 tháng 10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ở giải Gaza. Dự thảo được thông qua một cách áp đảo với 120 phiếu thuận, 45 phiếu trắng và 14 phiếu chống. Chỉ trong vòng 2 tuần gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã 4 lần thất bại trong việc thông qua dự thảo nghị quyết liên quan tới giải Gaza. Hội đồng Bảo an được xem là cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong các vấn đề xung đột. Mặc dù kết quả bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng nó vẫn phản ánh nguyện vọng của nhiều nước, do đó mang sức nặng chính trị nhất định và tăng cường áp lực quốc tế lên Israel. Chiến thuật của Israel trong cuộc đột kích giải Gaza bằng đoàn xe tăng bộ binh. Theo đài Al Jazeera, quân đội Israel huy động một lực lượng đáng kể trong cuộc đột kích vào tối ngày 25 tháng 10 với khoảng 12 đến 15 xe tăng chủ lực Merkava cùng xe ủi đất, xe giả mìn, xe bọc thép chở quân hỗ trợ, lực lượng pháo binh ở tuyến sau và không quân yểm trợ. Các tướng lĩnh Israel có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh cuộc đột kích từ sở chỉ huy thông qua mạng lưới máy bay không người lái UAV trinh sát để kịp thời đưa ra các điều chỉnh nếu cần thiết. Theo đài Al Jazeera, có khả năng Israel muốn đánh lạc hướng Hamas thông qua video, trong đó đột kích một kiểu nhưng chiến dịch trên bộ nếu diễn ra sẽ rất khác. Nhưng ở giai đoạn này, ít có khả năng Israel thay đổi chiến thuật để tránh gây ra nhầm lẫn cho các binh sĩ đang sẵn sàng tham gia chiến dịch. Đánh giá về chiến thuật của Israel, đài Al Jazeera cho biết Israel sử dụng máy ủi, xe bọc thép, giả mìn, đi đầu để mở rộng đường cho đoàn xe tăng, xe bọc thép tiến vào giải Gaza. Israel cũng trang bị cho lực lượng đột kích một xe cứu hộ chuyên dụng có khả năng thu hồi xe tăng trong trường hợp bị Hamas vô hiệu hóa bằng tên lửa chống tăng. Trong video, đoàn xe tăng Israel dường như tiến sâu khoảng 3 km ở phía bắc giải Gaza, di chuyển theo đội hình hàng dọc, mỗi chiếc cách nhau 20 đến 50 mét. Quân đội Israel xác nhận bộ binh cũng tham gia cuộc đột kích, lý do xe tăng cần hộ binh hỗ trợ là vì đối phương có thể ẩn nấp, tấn công đoàn xe ở cự ly gần, phạm vi mà các xe tăng bị giảm đáng kể tầm quan sát. Bộ binh khi đó sẽ đóng vai trò yểm trợ và bảo vệ xe tăng. Một điểm đáng chú ý trong cuộc đột kích của Ukraine là việc đoàn xe tăng Israel sử dụng đội hình tiến công theo hàng dọc, thay vì phân tán, tản ra các khu vực lân cận. Đội hình hàng dọc tạo ra hỏa lực mạnh nhất ở hai bên. Trong đó các xe tăng thay nhau bắn phá một hoặc nhiều mục tiêu, đồng thời di chuyển để né tránh nguy cơ bị đối phương bắn trả. Nhưng đội hình hàng dọc cũng có nhược điểm như đoàn xe tăng có thể bị phục kích, bao vây nếu xe đi đầu và đi sau
bị vô hiệu hóa. Một khi xe đi đầu bị phá hủy, đoàn xe tăng sẽ phải tản ra, có nguy cơ bị trúng phải mìn hay vấp phải các điểm kháng cự của đối phương. Trong video, bộ binh ngồi trong xe bọc thép suốt cuộc tiến công. Điều này có nghĩa là quân đội Israel không cho rằng Hamas sẽ kháng cự mạnh ở tuyến giao tranh đầu tiên với khu vực chủ yếu có địa hình trống trải như cánh đồng và sa mạc. Israel có thể dự đoán Hamas chỉ kháng cự mạnh ở khu vực đô thị, đặc biệt là thành phố Gaza. Video cũng cho thấy xe tăng Merkava của Israel được lắp lồng sắt phía trên tháp pháo, giống như các xe tăng Nga chiến đấu ở Ukraine. Lồng sắt có thể giúp xe tăng chống đỡ các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử hoặc các loại khí tài khác tấn công vào nóc tháp pháo. Cuối cùng, video gợi ý rằng chiến thuật của Israel là chia lực lượng tiến công theo cấp tiểu đoàn, với mỗi 3 đến 4 đại đội phối hợp chiến đấu. Cấp chỉ huy cao nhất chỉ quan sát toàn cảnh cục diện, còn các quyết định trên thực địa sẽ do các chỉ huy đơn vị đưa ra. Theo Al Jazeera, hiện vẫn chưa rõ Israel có phát động chiến dịch trên bộ hay không, và nếu có thì khi nào nó sẽ diễn ra. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.